Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về tủ chống ẩm Oreca dòng 20 lít. Sau đây tôi sẽ bóc hộp cái thiết bị tủ chống ẩm. Thì bên trong sẽ có một khóa toa tủ, một khay và một sách hướng dẫn sử dụng. Tủ chống ẩm Eureka với dung tích 20 lít. Thì phía bên ngoài của tủ thì sẽ là cái thiết kế là vỏ sắt sơn tĩnh điện, có một ổ khóa, một đồng hồ báo công suất, báo độ, đồng hồ báo độ ẩm, đây là dây dây nguồn để các bạn cắm nguồn. Phía bên trong thì sẽ có một cái phiếu bảo hành đi kèm, thời hạn bảo hành là 5 năm cho dòng tủ chống ẩm này. Thì trong đây có một nút để các bạn điều chỉnh công suất của tủ, các bạn có thể tùy chỉnh cái công suất này để cho cái theo dõi cái đồng hồ báo độ ẩm ở trên đây. Thì đối với cái dòng máy ảnh của mình thì các bạn nên để cái độ ẩm từ dao động từ 40 đến 50, không nên để độ ẩm cao quá, nó sẽ ảnh hưởng hỏng đến máy ảnh, và cũng không nên để độ ẩm nó thấp quá, dưới 40 thì khi các bạn bỏ máy ra nó dễ bị bong tróc cái phần cao su trên cái body của máy. Sau khi các bạn một số cái lưu ý khi mà bạn sử dụng cái tủ chống ẩm Eureka này, đó là các bạn không nên để tủ ở những cái vị trí có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, hoặc những cái nơi mà có điều hòa thổi trực tiếp, và cái vị trí các bạn để nó phải có vị trí cân bằng, để tránh trường hợp nó bị bập bênh và đổ vỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.